gặp gỡ, nói chuyện, chia sẻ văn chương nghệ thuật hay thú chơi tàu đã khiến những người đàn ông này tìm đến với nhau trong một cửa hàng nhỏ nằm ở quận 10 Paris, một cửa hàng đã tồn tại hơn 150 năm, Pip Vino. Nhưng để có được một nơi thú vị như thế này và khiến nó trở thành điểm đến của nhiều người Pháp, không chỉ những người sống tại Paris, thì lại do một phụ nữ Marie-Aurélie Fauve. Vốn là một thạc sĩ ngành truyền thông quốc tế, Marie-Aurélie đã quyết định thay đổi sự nghiệp của mình trong một cuộc gặp gỡ với cậu Pierre, người chủ cũ của cửa hàng, người đàn ông cuối cùng của gia đình nghệ nhân làm tàu Pip Binot, cũng là người đã dạy cô và trao lại cửa hàng cho Marie. Ngày hôm nay, thạc sĩ truyền thông quốc tế đã trở thành bà chủ thợ sửa chữa, người đam mê tìm kiếm vẻ đẹp trong một nghề truyền thống càng ngày càng hiếm tay nghề tại Pháp. Đây là đam mê và niềm yêu thích của tôi. Với tôi, tàu là một thú chơi rất tao nhã mà ai cũng có thể thưởng thức. Sự tao nhã ở đây đơn giản là thời gian chúng ta dành cho việc hút thuốc. Hút tàu luôn đi kèm với sự suy tư, yên tĩnh, ngẫm ngợi và chia sẻ rất nhiều thứ nữa. Tại Pip Binot, khách hàng có thể tìm thấy nhiều loại tàu khác nhau đến từ nhiều hãng sản xuất hay nghệ nhân Pháp, Thụy Sĩ, Ý, Anh. Ngoài ra, họ có thể trông cậy vào tay nghề sửa chữa của bà chủ. Tôi không sống ở Paris, nhưng mỗi lần tôi đến Paris, tôi luôn ghé qua cửa hàng này. Để có được những chiếc tàu độc đáo và chất lượng, bà chủ cửa hàng đã phải thu thập, tìm kiếm từ chất liệu cho đến chủng loại. Tất nhiên, nếu không thế thì cửa hàng đã không còn là nơi được yêu thích. Đây là rễ của cây thạch thảo mà tôi có được. Rễ thạch thảo dùng để làm tàu rất tốt bởi nó có thể chịu nhiệt được tốt nhất. Paris luôn cất giấu những điều bí mật. Nếu chỉ đi lướt trên đường, không phải lúc nào cũng có thể tìm kiếm được những vẻ đẹp. Và Paris giàu có bởi những người mong muốn giữ lại vẻ đẹp ấy. Càng ngày những cửa hàng nhỏ với những cái sản phẩm được làm bằng thủ công như thế này càng hiếm hoi ở trong những thành phố lớn, đặc biệt là Paris, một thành phố mà nhịp sống công nghiệp cuốn người ta đi rất là vội vã. Chính vì thế mà cửa hàng này không chỉ là điểm đến của những người hút thuốc mà nó còn là điểm đến của những người tới đây để tìm kiếm những vẻ đẹp được làm bằng những thợ thủ công của Pháp. Nguyễn Mỹ Linh, phóng viên của Truyền hình Việt Nam tại châu Âu.